Lê Minh xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Biển Đông là vùng biển chiến lược và nhộn nhịp nhất. Điều này thì ai cũng biết. Nhưng nếu đứng ở góc độ chiến lược mà nhìn, thì chúng ta sẽ giải mã được mục đích vì sao Trung Quốc nhất quyết nuốt chửng Biển Đông bằng mọi giá. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về đề tài này từ góc độ địa lý. Từ đó sẽ giúp chúng ta hiểu được đường đi nước bước của Bắc Kinh và các mối quan hệ giữa nước này và các nước lân cận. Không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ đến với nội dung chi tiết ngay sau đây. Bài toán địa lý, cơ hội và thách thức của Trung Quốc. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến thế mạnh của Trung Quốc về mặt địa lý trước. Nhìn vào bản đồ của nước này, chúng ta sẽ thấy nó sở hữu thế mạnh về địa chiến lược. Vùng đồng bằng đầy nước của sông Hoàng Hà và rộng hơn là toàn bộ miền Đông Trung Quốc, cực kỳ phù hợp với nông nghiệp. Địa hình của Trung Quốc được bao quanh bởi núi non hiểm trở, nó cũng có mặt thuận lợi là địa lý bảo vệ họ. Nói cách khác, địa lý đảm bảo an toàn cho phần trọng yếu của nước này trước sự xâm lược trên bộ. Trung Quốc cũng có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, trong đó đặc biệt chú ý là nằm ở vị trí chiến lược của đầu nguồn nước, nơi các con sông lớn bắt nguồn từ Tây Tạng và chảy rộng khắp xuống các nước hạ lưu ở khu vực. Chính vì thế mà Bắc Kinh có thể dùng nguồn nước để làm công cụ quyền lực mềm, gây ra sức ép lên các nước nằm ở khu vực hạ lưu của những con sông lớn. Ví dụ, cao nguyên Tây Tạng là vùng đất của những khối băng khổng lồ, cũng là nơi bắt đầu của rất nhiều con sông lớn ở châu Á. Trong đó có cả sông Hoàng Hà, Trường Giang, Mekong, sông Brahmaputra, sông Sanwin và sông Sutlej. Về góc độ an ninh quốc gia, chúng ta cần phải nói kỹ lưỡng hơn một chút. Như chúng ta đã biết, bất kỳ quốc gia nào đều có vùng đệm an ninh và Trung Quốc cũng không phải là ngoại lệ. Địa lý của Trung Quốc có thể được hiểu là bao gồm một lớp vỏ các vùng đệm bao quanh nó từ phía Bắc và phía Tây. Nhìn vào bản đồ này, chúng ta sẽ thấy Trung Quốc chia làm hai phần lãnh thổ. Phía Đông và Tây mà phần lớn dân số tập trung ở các vùng phía Đông, vùng màu cam và nâu, vì khí hậu rất thuận lợi cho việc trồng trọt. Do đó, phần cốt lõi nhân khẩu học của Trung Quốc và nói rộng ra, cốt lõi chính trị của nước này nằm ở phía Đông. Với phần phía Tây rộng lớn và khí hậu khắc nghiệt, ít nhân khẩu ở vùng đó, cho nên địa lý đã bảo vệ phần cốt lõi của Trung Quốc ở phía Tây. Tức là nếu có một cuộc xâm lược nào từ phía Tây vào Trung Quốc thì cũng phải vượt qua một quãng đường rất dài mới đến được vùng lõi an toàn của nước này. Nói cách khác, vùng đệm an ninh phía Tây khá tốt. Ở phía Bắc, Vạn Lý Trường Thành cũng là một hàng rào an ninh mà Tần Thủy Hoàng đã xây dựng để bảo vệ Trung Quốc khỏi mối đe dọa từ kẻ thù phương Bắc. Hơn nữa, một mảng vùng đệm chiến lược che chắn cho vùng lõi bao gồm Tây Tạng ở phía Tây, Tân Cương ở phía Tây Bắc, Nội Mông ở phía Bắc và Mãn Châu ở phía Đông Bắc. Muốn bảo vệ được vùng cốt lõi tốt, chính quyền Bắc Kinh buộc phải kiểm soát tốt vùng đệm an ninh mà chúng ta vừa nhắc ở trên. Vì phần lõi này lại cực kỳ dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công và xâm nhập của người du mục từ các đồng bằng và thảo nguyên phía Bắc và Đông Bắc. Điển hình là người Mông Cổ và người Mãn Châu đã chinh phục và cai trị Trung Quốc. Địa hình bằng phẳng thực tế là lời mời gọi chinh phục của những kỵ binh du mục. Ở phía Tây, dãy Himalaya tạo ra một rào cản ghê gớm. Nhưng phía Tây Bắc Trung Quốc, nơi tiếp giáp với con đường tơ lụa cổ đại, là nơi hội tụ của các vương quốc Trung Á và ảnh hưởng của thế giới Hồi giáo. Hơn nữa, Tây Tạng chưa bao giờ là một con hổ bị thuần phục. Người Tây Tạng dễ dàng tấn công hơn là người Trung Quốc leo núi và chinh phục họ. Trong thời hiện đại, nếu mất quyền kiểm soát Tây Tạng, Ấn Độ có thể di chuyển qua dãy Himalaya và thiết lập căn cứ hoạt động trên cao nguyên này. Lịch sử Trung Quốc cũng đã có nhiều tham chiếu chứng minh cho việc nước này muốn bảo vệ an ninh của phần cốt lõi thì buộc phải dùng mọi cách để xây dựng hệ thống quyền kiểm soát ở các vùng biên giới và vùng đệm an ninh. Có như thế mới có thể bảo vệ đế chế. Bởi vì nếu phần cốt lõi yếu thì họ không thể kiểm soát được vùng đệm và do đó vẫn bị đe dọa an ninh. Với tầm nhìn chiến lược, hầu hết những nhà hoạch định chính sách đều biết rõ nếu không có vùng đệm, phần lõi sẽ lộ ra, mềm yếu, dễ bị tổn thương. Do đó, trong suốt chiều dài lịch sử, nhà cầm quyền luôn đặt mục tiêu phải thuần phục toàn bộ vùng đệm. Đó là lý do giải thích cho việc tại sao Bắc Kinh mạnh tay đàn áp và kiểm soát chặt chẽ vùng đệm như Tây Tạng, Tân Cương. Mục tiêu là để đảm bảo rằng các khu vực này, dân cư và chính thể của những vùng đó không đe dọa đến an ninh cốt lõi hoặc những kẻ thù, kẻ xâm lược nước ngoài không làm như vậy thông qua vùng đệm này. Đáng chú ý, 3 trong số 4 vùng đệm nêu trên được phân loại là khu tự trị. Điều này chủ yếu là do bản sắc dân tộc, văn hóa và tôn giáo Phi Hán khác biệt của họ, vốn là nguồn gốc gây căng thẳng trong phần lớn lịch sử Trung Quốc. Nhìn trên bản đồ minh họa ở trên, chúng ta sẽ thấy
sự thuần phục vùng đệm này để nó nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của nhà cầm quyền Bắc Kinh không phải là điều đơn giản. Từ lâu Bắc Kinh đã từng bước áp dụng chính sách Hán hóa từ từ và dần dần xóa bỏ văn hóa chữ viết tôn giáo của vùng đệm, nhưng nó lại kích hoạt sự tức giận lớn hơn và sự phản kháng mạnh mẽ hơn. Điều này gây chia rẽ từ bên trong. Ví dụ điển hình là Tân Cương. Đây là vùng nhạy cảm và là một vấn đề hóc búa đối với nhà cầm quyền. Vì khu vực này có nhiều điểm chung về văn hóa và tôn giáo với nền văn minh Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ ở Trung Á hơn là với nền văn minh Hán Trung. Sự pha trộn đầy biến động giữa hệ tư tưởng Hồi giáo cực đoan và chủ nghĩa ly khai sắc tộc cục bộ đã thể hiện qua các hành động khủng bố và nổi dậy đe dọa sự kiểm soát của chính quyền Trung ương đối với khu vực và cũng đe dọa đến sự đoàn kết dân tộc. Còn Tây Tạng thỉnh thoảng đã trải qua những cơn co giật và bất ổn, mặc dù không mạnh mẽ như Tân Cương, nhưng nó cũng đủ khiến Bắc Kinh ăn không ngon ngủ không yên, vì họ lo ngại tình cảm chống Trung Quốc sẽ từ Trung Á lan sang các phong trào kháng chiến ở Tân Cương và Tây Tạng. Đây cũng là sơ hở để cho các đối thủ nước ngoài, và đặc biệt là Ấn Độ, tạo ra tình trạng bất ổn ở trong nước. Đặc biệt chú ý là Tây Tạng, vì nơi đây là nơi khởi nguồn của nguồn nước của tất cả các con sông lớn của Trung Quốc, cho nên Trung Quốc phải kiểm soát vùng này vì nếu không, họ sẽ bị tổn thương về an ninh nguồn nước. Nói thẳng ra, Tây Tạng không đơn thuần chỉ có giá trị địa chiến lược như một vùng đệm, còn có một lý do khác có lẽ quan trọng hơn khiến Trung Quốc phải kiểm soát Tây Tạng. Điều này liên quan đến an ninh nguồn nước. Cao nguyên Tây Tạng là nguồn của các con sông lớn của Trung Quốc. Toàn bộ năng suất nông nghiệp của vùng lõi đều bắt nguồn từ toàn bộ nguồn nước từ vùng cao nguyên đổ về. Vì vậy, an ninh lương thực của Trung Quốc cũng phụ thuộc vào việc kiểm soát Tây Tạng. Sự kiểm soát của nước ngoài đối với các nguồn của sông Hoàng Hà và sông Dương Tử sẽ là không thể chấp nhận được. Nếu kẻ thù của Trung Quốc mà bắt tay với Tây Tạng vốn chống lại sự thống trị của Bắc Kinh, thì đồng nghĩa với việc họ đã đặt tay lên cổ họng bóp nghẹt vùng lõi ở phía đông của Trung Quốc. Nói như vậy để thấy kẻ thù lớn nhất của Trung Quốc không ai khác chính là bên trong lãnh thổ nước này. Trung Quốc có nhiều điểm tử huyệt đe dọa an ninh. Đó là lý do vì sao nhà cầm quyền Bắc Kinh sẵn sàng thẳng tay đàn áp khốc liệt để thống trị bằng được vùng đệm này, như một dạng diệt mầm họa tận gốc. Còn có một yếu tố nữa, đó là điểm yếu địa lý đến từ bên ngoài Trung Quốc, đó là Triều Tiên. Nếu nhìn trên bản đồ này, chúng ta sẽ thấy Triều Tiên không chỉ đơn giản được ví như một con dao chĩa vào trái tim Nhật Bản, mà nó cũng là con dao đâm thẳng vào trái tim của Trung Quốc. Trở lại lịch sử, vào những năm 1590, bán đảo này đóng vai trò là tuyến đường xâm lược của các lực lượng Nhật Bản, và sau đó là của đế quốc Nhật Bản trong chiến tranh Trung Nhật ở Thế chiến thứ nhất. Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 là một lời nhắc nhở khác về vị trí quan trọng của Hàn Quốc như một bàn đạp tiềm năng cho các cuộc xâm lược của nước ngoài. Theo một nghĩa nào đó, bán đảo Triều Tiên là một loại vùng đệm nhỏ, một phần mở rộng của Mãn Châu nhô ra biển Hoa Đông một cách đầy mời gọi về phía mũi phía nam của Nhật Bản, một đầu cầu cho cuộc xâm lược Mãn Châu và trung tâm Trung Quốc của các lực lượng nước ngoài. Đây là lời lý giải cho việc tại sao Bắc Kinh phải quan tâm tới Triều Tiên và không thể bỏ rơi nước này, dẫu cho cả thế giới quay lưng, và tại sao Triều Tiên luôn có Trung Quốc hậu thuẫn mạnh mẽ để có thể phát triển hạt nhân và năng lực quốc phòng. Trung Quốc không làm gì mà nó không có lợi. Tuy nhiên, Triều Tiên mạnh mẽ về quốc phòng không có nghĩa là nhà cầm quyền Bắc Kinh có thể kê gối cao đầu mà ngủ, vì một luật bất thành văn đã tồn tại từ thời phong kiến. Đó là nếu ta đối xử với quốc gia khác như chư hầu, chắc chắn rằng ta chỉ khuất phục được phần hành động bề mặt nhưng không khuất phục được tâm và ý chí của họ. Nên không ai khẳng định được rằng Triều Tiên có năng lực về vũ khí hạt nhân thì Bắc Kinh có thể an lòng. Còn các quốc gia thuộc phía nam của Trung Quốc thì không quốc gia nào sẵn lòng đồng hóa với Trung Quốc, không quốc gia nào muốn nằm dưới đế giày thống trị của đại đế. Họ có thể sợ nhưng họ không nể. Do đó sẽ không ngoa khi nói rằng Trung Quốc nằm giữa vòng vây của kẻ thù. Càng dùng quyền lực để khuất phục láng giềng thì càng gây hiệu quả ngược. Mọi mối quan hệ láng giềng đều phải bắt nguồn từ niềm tin và hợp tác cùng có lợi, chứ không phải là luật chơi cá lớn nuốt cá bé, nước giàu o ép nước nghèo. Giải mã chiến lược Biển Đông của Bắc Kinh. Một vấn đề nữa mà chúng ta không thể không nhắc tới đó là kinh tế hàng hải. Trong thời đại kinh tế hội nhập như ngày nay, quốc gia nào có lợi thế về cảng biển, quốc gia đó sở hữu thế mạnh cho kinh tế hàng hải. Trung Quốc cũng sở hữu lợi thế này. Kể từ những năm 1990, Trung Quốc là nước nhập khẩu dòng ngũ cốc và dầu và trở thành nhà nhập khẩu dòng than vào năm 2008. Nước này dự kiến trở thành nước nhập khẩu dầu và khí đốt lớn nhất thế giới. Đến năm 2040, Trung Quốc sẽ chiếm gần 30% lượng dầu được giao dịch quốc tế và gần 25% lượng khí đốt được giao dịch bằng đường biển. Vấn đề nằm ở chỗ, phần lớn hoạt động thương mại này đi qua Biển Đông và đặc biệt là eo biển Malacca, nơi 25% thương mại thế giới đi qua. Đó là lý do giải thích cho việc tại sao Bắc Kinh kiên quyết nuốt trọn 90% Biển Đông.
Vì Bắc Kinh hiểu rằng chuỗi cung ứng cũng như các tuyến thương mại và thông tin liên lạc trên biển vẫn dễ bị tổn thương. Các lợi ích thương mại quan trọng được mở rộng ở nước ngoài đòi hỏi phải có năng lực hải quân tương xứng để bảo vệ những lợi ích đó. Điều mà Trung Quốc trong những năm gần đây đã rót đầu tư vào gia tăng sức mạnh hải quân với tốc độ kinh hoàng. Nó đều có mục đích bởi sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương để đảm bảo an ninh cho hoạt động thương mại hàng hải của họ. Các tuyến thương mại cũng như khả năng tiếp cận thị trường và tài nguyên quốc tế của Trung Quốc có thể bị Mỹ chặn hoặc làm gián đoạn. Do đó, đây là động lực thúc đẩy Trung Quốc phát triển một lực lượng hải quân đáng gờm và tìm kiếm các tuyến thương mại thay thế thông qua sáng kiến vành đai và con đường để mà đa dạng hóa điểm dễ bị tổn thương duy nhất này, đó chính là thương mại hàng hải. Nhưng nó không chỉ có ý nghĩa về vấn đề an ninh kinh tế mà nó cũng liên quan đến tính bảo vệ phần lõi của mình nằm ở phía đông của Trung Quốc. Bởi vì bản thân đường bờ biển và các vùng biển lân cận đã được chứng minh là điểm yếu địa lý nguy hiểm trong 200 năm qua. Do đó, đối với người Trung Quốc, trong phần lớn lịch sử của họ, biển Hoa Đông và biển Đông đóng vai trò là vùng đệm an ninh lớn nhất chứ không đơn thuần chỉ là cửa ngõ giao thương quốc tế. Lịch sử Trung Quốc không quên những ký ức về các cuộc chiến tranh Nha Phiến và chiến tranh Trung Nhật, khi đó kẻ thù giành quyền kiểm soát các vùng biển Hoa Đông và biển Đông lân cận, kiểm soát được bờ biển của nước này, chia cắt những vùng lãnh thổ ven biển khổng lồ cùng với các cảng quý giá và tiến vào đất liền để chia cắt phần lõi, tàn sát dân chúng. Cho nên Trung Quốc cũng luôn nằm trong mối đe dọa trước các hành động xâm nhập và xâm lấn các vùng biển và bờ biển xung quanh của các cường quốc nước ngoài là điều dễ hiểu nếu chúng ta nhìn từ quan điểm an ninh quốc gia. Đương nhiên, các nhà chiến lược Bắc Kinh biết rõ điều này, cho nên trong nỗ lực phát triển năng lực hải quân của Bắc Kinh, họ đã phải đối mặt với một rào cản tự nhiên dưới hình thức chuỗi đảo thứ nhất và thứ hai. Bờ biển của Trung Quốc được bao quanh bởi một loạt quần đảo nhằm hạn chế sự phát triển của sức mạnh biển Trung Quốc. Từ quan điểm địa chiến lược thuần túy, những chuỗi đảo này có thể duy trì một mạng lưới các căn cứ quân sự mà từ đó một cường quốc nước ngoài không thân thiện có thể triển khai lực lượng quân sự vào biển Đông và biển Hoa Đông. Như thế, nó hình thành một vạn lý trường thành trên biển bao quanh ngoại vi của Trung Quốc. Nói cách khác, có thể khóa đường biển của nước này để mở rộng sang Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Sức mạnh biển của Trung Quốc trước tiên sẽ phải đối mặt với những rào cản địa lý này. Đối với các cường quốc nước ngoài đang tìm cách kiềm chế sức mạnh hải quân của Trung Quốc, chuỗi đảo là các tiền đồn công sự địa chiến lược lâu dài, được xây dựng sẵn bao quanh biển Đông, biển Hoa Đông và Tây Thái Bình Dương. Giữa các quần đảo tồn tại nhiều lối đi hẹp hay các nút thắt hàng hải quan trọng, mà trong thời điểm đối đầu có thể bị một thế lực nước ngoài phong tỏa, cắt đứt các huyết mạch thương mại hàng hải quan trọng của Trung Quốc. Những điểm nghẽn này đáng chú ý nhất bao gồm eo biển Malacca, ngoài ra còn có eo biển Hàn Quốc, eo biển Sunda, eo biển Lombok, eo biển Karimata, eo biển Balabac và eo biển Mindoro. Chiếc thòng lọng địa lý quanh cổ nền kinh tế Trung Quốc đã trở thành điểm cố định của các chiến lược gia Trung Quốc. Hiện tại, hầu hết các quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Thái Lan là đồng minh của Hoa Kỳ hoặc có quan hệ thân thiện với Hoa Kỳ như là Singapore hay là Đài Loan, cùng với các nước khác, và Việt Nam thậm chí cũng đang xoay trục hướng tới Washington. Điều này là vấn đề nhức nhối đối với sự quyết đoán của Trung Quốc trên vùng biển quốc tế. Một trong số đó đã là nơi đặt căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Mặc dù sự hiện diện của Hoa Kỳ tập trung thường xuyên hơn ở Đông Bắc Á, mặc dù không nhiều và chủ yếu là luân phiên. Điều thú vị là khái niệm chuỗi đảo này mới xuất hiện rất gần đây. Nó có nguồn gốc là một cấu trúc của chiến tranh lạnh. Đường Atchison mô tả chính sách ngăn chặn của Hoa Kỳ ở châu Á như minh họa ở bên dưới. Bản thân đường Atchison có thể được mô tả như sau. Nó chạy dọc theo quần đảo Aleutian đến Nhật Bản và sau đó đi đến Ryukyu. Nếu Trung Quốc nắm giữ các vị trí phòng thủ quan trọng ở quần đảo Ryukyu và những vị trí lân cận thì họ sẽ thiết lập được vành đai phòng thủ chạy từ Ryukyu đến quần đảo. Để làm được điều này, Bắc Kinh đang tìm cách phá vỡ sự gắn kết giữa các liên minh châu Á với Mỹ và làm suy thoái chuỗi đảo, lan ra Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Khách quan mà nói, Trung Quốc có thể rộng lớn nhưng vị trí địa lý lại không phải là một lá bài hộ mệnh cho nước này. Họ bị bao vây bởi kẻ thù. Mặc dù người Trung Quốc có phần thân thiện với người Nga ở phía Bắc, nhưng đó không phải là một liên minh thực sự. Họ cũng phải đối mặt với người Nhật và người Hàn Quốc ở phía Đông, người Ấn Độ và Đông Nam Á ở phía Nam. Tất cả đều không thân thiện cho lắm và phía Tây của họ là những quốc gia Trung Á mà cũng chẳng nước nào thân thiện hay là đồng minh ruột với Bắc Kinh. Nếu nhìn vào bản đồ Trung Quốc, chúng ta sẽ nhận thấy đây là một đất nước rộng lớn, nhưng hầu hết phía Tây lại có mật độ dân số cực thấp và địa hình là sa mạc hoặc cực kỳ đồi núi, khiến việc đóng quân ở đó rất khó khăn và khó phòng thủ trước đối thủ của mình là Ấn Độ. Cho nên nếu Hoa Kỳ có thể kéo cả Ấn Độ và Nhật Bản về phía mình, trò chơi của họ sẽ kết thúc đối với Trung Quốc. Và nếu Hoa Kỳ có thể đặt được một trạm ném bom trong phạm vi 1.000 dặm tính từ Trung Quốc, trò chơi của họ cũng sẽ kết thúc đối với Bắc Kinh.
Ngược lại, ngay cả khi Trung Quốc có thể lôi kéo được Mexico về phía mình thì nước này vẫn quá yếu với tư cách là một đồng minh. Và ngay cả khi máy bay ném bom của Trung Quốc có thể bay 1.000 dặm trong lãnh thổ Hoa Kỳ và phá hủy các thành phố và nhà máy đóng tàu ở bờ Tây, Hoa Kỳ vẫn có thể tiếp cận các tàu ở bờ Đông và vịnh Mexico một cách an toàn và vẫn có thể chế tạo xe tăng ở khu vực Ngũ Đại Hồ và bờ Đông. Nhưng vùng đất rộng lớn của Trung Quốc trên Tân Cương và Tây Tạng thì lại đơn giản là không thể duy trì được lượng dân số khổng lồ hỗ trợ cho ngành công nghiệp chiến tranh lớn. Chưa nói đến việc những khu vực này cũng luôn chống lại sự thống trị của Bắc Kinh. Quý vị thấy đấy, vùng đệm an ninh của Trung Quốc không an toàn. Nhưng thay vì củng cố mối quan hệ lành mạnh và liên minh chặt chẽ với các vùng hay các quốc gia vùng đệm, Bắc Kinh lại thực hiện chiến lược khuất phục bằng quyền lực. Đây rõ ràng là một sai lầm vì các quốc gia này có thể bị khuất phục hôm nay nhưng không có nghĩa ngày mai họ vẫn chịu dưới trướng. Cho nên các nhà lãnh đạo Trung Quốc hãy khoan nói về giấc mơ bá chủ toàn cầu, mà trước tiên họ cần tạo dựng lòng tin, hợp tác song phương đôi bên cùng có lợi, tôn trọng chủ quyền và từ bỏ lối thống trị bằng quyền lực theo hình thức lấy mạnh đè yếu. Chỉ có như vậy, vùng đệm an ninh mới được đảm bảo, khi đó họ mới có thể nói tới việc cạnh tranh với Hoa Kỳ. Một yếu tố nữa rất quan trọng đó là vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Một quốc gia chỉ thực sự mạnh mẽ khi nó đến từ nội lực, tức là sức mạnh quân dân một lòng. Nhưng điều này liệu Bắc Kinh có được không? Không, vì thống trị bằng sức mạnh, cú đấm đã ăn sâu vào tư duy lãnh đạo của nhà cầm quyền. Cho nên chính người dân Trung Quốc cũng gia tăng bất mãn với chính quyền. Điều này lại là một sơ hở cực kỳ lớn, khiến Trung Quốc tự suy yếu, không phải do kẻ thù bên ngoài, mà lại chính từ bên trong. Do đó mới nói, kỷ nguyên thống trị kiểu thực dân giờ đây không thể tồn tại. Đã tới lúc thế giới chuyển sang một thế giới đa cực, nơi mà không phải chỉ có những nước giàu mạnh mới có thể thiết lập nguyên tắc của cuộc chơi. Đúng ra nó phải là một thế giới bình đẳng về cơ hội và bình đẳng về quyền tài phán. Quý vị có mong muốn một thế giới như vậy không? Hãy cho chúng tôi biết câu trả lời của quý vị ở phần bình luận dưới video này nhé! Kính thưa quý vị, sau khi Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc, quan hệ song phương đang tiếp tục tệ đi trông thấy. Trước những hành vi khiêu khích ngày một rõ ràng hơn từ Bắc Kinh, Washington phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Chiến tranh nổ ra, hàng không mẫu hạm và hạm đội đổ bộ của Mỹ chắc chắn sẽ để mắt tới Biển Đông. Nơi đây được cho là tử huyệt của Trung Quốc một khi chiến tranh xảy ra. Các cuộc tập trận chiếm đảo mang nặng tính răn đe của Mỹ đã gia tăng đáng kể trong thời gian qua. Quân đội Mỹ đã từng sử dụng chiến thuật nhảy đảo đặc biệt trong chiến tranh Thái Bình Dương. Mấy chục năm sau, có thể nó sẽ lại được sử dụng ở Biển Đông. Liệu Hải quân và Không quân Trung Quốc có thể đối phó được với chiến thuật nguy hiểm này hay không? Xin mời quý vị hãy cùng Lê Minh tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Trong suốt thời gian qua, tàu sân bay USS Nimitz của Hoa Kỳ đã liên tục hoạt động ở Biển Đông. Cùng lúc đó, tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc cũng có những chuyến huấn luyện dài ngày đầy ẩn ý ở vùng biển Philippines. Cả hai lực lượng hải quân mạnh hàng đầu thế giới đều đang ở thế gườm nhau. Các máy bay chiến đấu FA-18EF Super Hornet và máy bay cảnh báo sớm của tàu Nimitz đã bay cùng với F-35B của tàu tấn công đổ bộ Makin Island diễn tập cho các trận hải chiến trong thời gian qua. Biển Đông là một vùng nước đầy phức tạp và căng thẳng trong những năm qua. Tại đây, Trung Quốc đang dùng sức mạnh bành trướng của mình để chiếm cứ, bồi đắp phi pháp các đảo nhân tạo và rạn san hô. Tại quần đảo Trường Sa, Bắc Kinh đang kiểm soát ít nhất 7 đảo quân sự và không có dấu hiệu dừng lại. Tất cả các đảo quân sự này đều có hệ thống giám sát radar và bệ cất cánh, hạ cánh dành cho máy bay trực thăng. Ba trong số đó thậm chí đã xây dựng sân bay và triển khai các tên lửa chống hạm hoặc tên lửa phòng không. Việc quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc từ lâu đã bị cộng đồng thế giới phản đối. Nếu quân đội Mỹ tiến hành một cuộc tấn công ở Biển Đông, chắc chắn họ sẽ phá hủy các cơ sở tên lửa và radar này trước. Các nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm và tàu tấn công đổ bộ của Mỹ có thể sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk để tấn công. Lực lượng không quân cũng có thể hiệp đồng tác chiến với hải quân để công kích chính xác và hạ gục các mục tiêu quân sự của Trung Quốc một cách nhanh chóng. Một khi các đảo quân sự này bị chọc mù mắt và chặt đứt tay như vậy, công việc còn lại tương đối dễ dàng và phụ thuộc vào ý chí của Mỹ. Nhưng có một phương pháp rất độc đáo và hiệu quả mà quân đội Mỹ có thể áp dụng, đó là chiến thuật nhảy đảo. Họ không cần thiết phải chiếm hết toàn bộ từng đảo một, mà chỉ cần chiếm một hoặc hai đảo quan trọng có sân bay. Các đảo còn lại thì chỉ cần điều quân bao vây, cắt đứt tiếp tế. Binh lính Trung Quốc trên các đảo này đã mất khả năng tấn công tầm xa, lại bị cắt nguồn cung, lựa chọn duy nhất chính là đầu hàng. Bắc Kinh đã đổ rất nhiều tiền vào xây dựng và quân sự hóa các đảo này. Bạn cần phải hiểu việc xây dựng ngoài biển khó khăn và hao tổn như thế nào.
Chế độ đãi ngộ dành cho binh lính hải đảo cách xa đất liền hàng nghìn cây số cũng rất tốn kém. Trung Quốc khó mà phớt lờ được những thiệt hại ấy. Khi chứng kiến những công trình phải mất bao công khó nhọc mới xây nên, nay hàng nghìn lính phải buông súng đầu hàng làm tù binh, chắc hẳn quân ủy Trung ương Trung Quốc sẽ cảm thấy một dư vị không hề dễ chịu. Nó không chỉ là một tổn thất quân sự, mà còn là một thất bại quân sự lớn. Trung Quốc, với sự tự tôn của mình, sẽ cảm thấy đó là một nỗi sỉ nhục. Và nếu như hạm đội Nam Hải của họ tiến ra Biển Đông, điều động tàu chiến đánh trả Mỹ, thì sẽ rơi vào vòng phục kích của quân đội Hoa Kỳ. Sau khi quân đội Mỹ phá hủy khả năng phòng không và chống hạm trên các đảo và dạn san hô quân sự của Trung Quốc, họ có thể triển khai lực lượng hải quân và không quân ở vùng biển gần quần đảo Trường Sa. Chính là Mỹ sẽ bố trí binh lực, gian trận để chờ phục kích hạm đội Trung Quốc. Bất kể tàu sân bay Sơn Đông hay tàu khu trục Type 055, 052D hoặc là khinh hạm Type 054A thì khả năng phòng không của chúng đều yếu kém như nhau. Máy bay J-15 phát triển cho tàu sân bay của Trung Quốc hiện chỉ có khả năng không chiến hạn chế, gần như không có khả năng tấn công trên không. Do đó, nếu một trận hải chiến xảy ra, khả năng tấn công và phòng thủ của hạm đội Trung Quốc đều cực kỳ hạn chế. Ngược lại, máy bay trên hàng không mẫu hạm Mỹ có thể hoạt động trong phạm vi lên tới 900 km. Khi cuộc chiến nổ ra, các tên lửa chống hạm trên tàu khu trục Trung Quốc có thể không kịp phản ứng và quân đội Mỹ sẽ hoàn thành cuộc không kích mà không chịu tổn thất đáng kể nào. Để hình dung rõ hơn về một trận hải chiến trên Biển Đông, quý vị hãy cùng chúng tôi trở lại thời điểm cách đây 82 năm. Đó là khi trận hải chiến đầu tiên của chiến tranh Thái Bình Dương diễn ra tại Biển Đông, khu vực cách Malaysia ngày nay khoảng 100 km về hướng đông. Ngày 8 tháng 12 năm 1941, cùng ngày tấn công Trân Châu Cảng, quân đội Nhật Bản cũng đổ bộ vào Malaysia. Malaysia là thuộc địa của Anh vào thời điểm đó, và ngay lập tức Anh đã gửi hai tàu chiến chủ lực để bảo vệ vùng đất này. Con tàu thứ nhất là thiết giáp hạm Prince of Wales, MS Prince of Wales, có lượng choán nước toàn tải 43.786 tấn, trang bị 10 khẩu pháo chính 356 ly. Ngoài ra, nó còn có 16 khẩu pháo đa năng 133 ly. Tàu còn được trang bị 4 thủy phi cơ và thực sự là một tàu chiến hiện đại vào thời điểm bấy giờ. Tàu thứ hai là tuần dương hạm MS Repulse, có độ lượng giãn nước toàn tải 35.200 tấn, trang bị 3 khẩu pháo 381 ly nòng kép, 3 khẩu pháo 102 ly, 6 súng phòng không 102 ly. Nó cũng có thể mang theo 4 thủy phi cơ. Hai chiến hạm này là hình mẫu điển hình của tàu chiến lớn trang bị đại bác, một sản phẩm của thời đại bấy giờ. Cùng với các tàu khu trục khác, hạm đội Anh có tổng cộng 8 chiếc được triển khai tới Singapore. Nhật Bản đã chiếm một phần lãnh thổ Việt Nam từ năm 1940 và thành lập căn cứ không quân có thể tấn công Malaysia bằng đường không. Nhưng lúc đó chưa từng có chuyện máy bay tấn công đánh chìm tàu chiến lớn, cho nên quân Anh đã rất chủ quan. Ngày 10 tháng 12 năm 1941, hạm đội Anh đang di chuyển trên vùng biển phía đông Malaysia thì bị máy bay Nhật phát hiện. Lực lượng không quân Nhật đóng tại Việt Nam đã phá nhiều đợt máy bay cường kích và máy bay ném bom tiến hành không kích hạm đội Anh. Ngư lôi do máy bay Nhật Bản thả xuống đã đánh chìm chiếc Prince of Wales. Sau đó, máy bay Nhật Bản đánh chìm tàu tuần dương Repulse, lập kỷ lục về việc đánh chìm một tàu chiến lớn bằng các cuộc không kích. Trận chiến ở Malaysia là trận hải chiến đầu tiên trong chiến tranh Thái Bình Dương. Quân đội Nhật Bản đã đánh chìm hai thiết giáp hạm chủ lực của hạm đội Anh với chi phí nhỏ bằng cách dựa vào các cuộc không kích. Chiến thuật dùng tàu chiến lớn và đại bác của Anh đã bị phá sản hoàn toàn sau trận hải chiến này. Ưu thế trên không và trên biển khi ấy đã biến mất. Người Anh mất hai tàu chiến chủ lực. Trận chiến ở Malaysia và Singapore trở thành trận chiến trên bộ. Và đương nhiên, quân Nhật đã nhanh chóng giành chiến thắng. Giờ đây, 83 năm đã trôi qua. Một trận hải chiến khác có thể sẽ diễn ra ở vùng biển gần quần đảo Trường Sa và ưu thế trên không vẫn sẽ chi phối cục diện trận chiến. Vị trí chiến thuật cho cuộc tập trận của hạm đội tàu sân bay Mỹ gần như ở vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa. Vừa hay, nó nằm ở rìa bán kính chiến đấu của các máy bay chiến đấu Trung Quốc. Như vậy, Hải quân Trung Quốc không thể nhận được sự hỗ trợ trên không hiệu quả. Hạm đội Trung Quốc cũng không đủ sức đối phó với tàu ngầm Mỹ. Tên lửa Đông Phong 21 và Đông Phong 17 của hệ thống tên lửa Trung Quốc chủ yếu được triển khai ở chiến khu miền Đông. Nếu phải di chuyển tên lửa đến chiến khu miền Nam thì sẽ dễ bị lộ. Tên lửa của Bắc Kinh phải được di chuyển đến sát đảo Hải Nam thì mới tấn công được hạm đội Mỹ. Nhưng chúng có thể dễ dàng trở thành mục tiêu cho quân đội Mỹ. Nên nhớ, Hải quân và không quân Mỹ đang sở hữu những hệ thống radar và máy bay cảnh báo sớm tân tiến nhất thế giới.
Tên lửa hành trình của Mỹ hoàn toàn có thể giã thẳng xuống đầu những bệ phóng tên lửa còn chưa kịp triển khai dọc vùng ven biển phía Nam. Vì thế, để đối phó hạm đội Mỹ, Bắc Kinh chỉ có thể sử dụng được tên lửa Đông Phong 26 với tầm bắn xa và được đặt sâu bên trong lục địa. Tầm bắn của Đông Phong 26 được cho là có thể lên tới 4.000 km, đủ sức vươn tới vị trí của hạm đội Mỹ. Bắc Kinh luôn tự quảng cáo rằng Đông Phong 26 là sát thủ diệt tàu sân bay và có thể tấn công tới tận đảo Guam. Song quy mô tấn công của nó chắc chắn sẽ nhỏ bởi Bắc Kinh không sở hữu quá nhiều loại tên lửa này. Việc nó có thể xuyên thủng lớp phòng thủ của tàu chiến trang bị hệ thống Aegis của Mỹ hay không là điều chưa chắc chắn. Chiến thuật tác chiến hàng không mẫu hạm của Mỹ xuất phát từ kinh nghiệm và bài học rút ra trong thực chiến hàng trăm năm qua. Nhưng tàu sân bay Phúc Kiến, Liêu Ninh hay Sơn Đông của Trung Quốc thì chưa từng một lần tham gia thực chiến. Thật khó để nói rằng Trung Quốc dám cử các đội tác chiến này đối đầu với hàng không mẫu hạm của Mỹ. Chỉ e một mình nhóm tác chiến của tàu sân bay Nimitz cũng có thể cân 3 tàu sân bay Trung Quốc. Năm 1944, Mỹ tiến hành phản công ở quần đảo Mariana, bao gồm Saipan và Guam. Quân đội Hoa Kỳ dẫn đầu trong cuộc tấn công Saipan. Khi ấy, quân đội Nhật Bản đã gửi hạm đội hải quân chủ lực mới được tổ chức lại để đánh trả. Hoa Kỳ và Nhật Bản đã tiến hành trận chiến tàu sân bay lớn nhất trong lịch sử, được gọi là trận chiến biển Philippines. Cả hai bên đã sử dụng tổng cộng 24 hàng không mẫu hạm trong trận đánh này, 15 của Mỹ và 9 của Nhật. Khi ấy, ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ đã hoạt động hết công suất và các hàng không mẫu hạm mới được chuyển giao liên tục. Đến tháng 6 năm 1944, hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ có 15 hàng không mẫu hạm, máy bay chiến đấu F-6F Hellcat mới của quân đội Hoa Kỳ và máy bay chiến đấu F-4U Corsair trở thành lực lượng chủ lực trên các tàu sân bay. Trong khi đó, các máy bay chiến đấu Zero của Nhật Bản xem ra đã lỗi thời. Sức chiến đấu của tàu ngầm Mỹ cũng tăng lên nhanh chóng và tung tích của hạm đội Nhật Bản đã nhiều lần bị phát hiện. Sau khi hạm đội Mỹ được biết thông tin, 15 hàng không mẫu hạm đã xếp hàng dọc quần đảo Mariana để phục kích quân Nhật nhằm đảm bảo cho việc đổ bộ lên Saipan. Hạm đội Hoa Kỳ có 15 tàu sân bay, 7 thiết giáp hạm, 8 tàu tuần dương hạng nặng, 12 tàu tuần dương hạng nhẹ, 67 tàu khu trục, 28 tàu ngầm và 900 máy bay hoạt động trên tàu sân bay. Hạm đội Nhật Bản tập hợp được 5 tàu sân bay, 4 tàu sân bay hạng nhẹ, 5 thiết giáp hạm, 11 tàu tuần dương hạng nặng, 2 tàu tuần dương hạng nhẹ, 20 tàu khu trục và khoảng 450 máy bay hoạt động trên tàu sân bay. Quân đội Nhật Bản ban đầu hy vọng rằng căn cứ không quân trên quần đảo Mariana sẽ đóng góp thêm 300 máy bay, nhưng phi đội Mỹ đã nhanh chóng tiêu diệt và vô hiệu hóa hàng trăm máy bay chiến đấu Nhật Bản trên quần đảo này. Vào ngày 19 tháng 6 năm 1944, tàu sân bay Nhật Bản dẫn đầu cuộc tấn công, điều động tổng cộng 326 máy bay. Đây là cuộc tấn công bằng máy bay trên tàu sân bay lớn nhất trong lịch sử hải chiến. Radar của hạm đội Hoa Kỳ đã phát hiện ra cuộc đột kích của Nhật Bản. 240 máy bay đã được điều động chỉ trong vòng 10 phút. Cho đến nay, đó vẫn là kỷ lục về số lần cất cánh của máy bay trên hàng không mẫu hạm. Bị máy bay chiến đấu và pháo phòng không hùng hậu của Mỹ đánh chặn, máy bay Nhật bị tổn thất nặng nề. Trận chiến nhanh chóng biến thành một cuộc thảm sát trên không. Một phi công quân đội Mỹ khi ấy đã phải thốt lên: "Chết tiệt, cái này giống hệt trò bắn gà Tây ngày xưa." Sau này trận không chiến ấy được đặt tên là cuộc bắn gà Tây Mariana. Kết quả là quân Nhật thiệt hại nặng nề, 196 trong số 326 máy bay xuất kích từ tàu sân bay Nhật bị tiêu diệt, chỉ 130 chiếc quay trở lại, nhưng 50 chiếc đã bị mất tích trên đường đi và khi hạ cánh. Hai tàu sân bay lớn của Nhật đã bị tàu ngầm Mỹ đánh chìm, máy bay trên tàu cũng bị tiêu diệt. Quân đội Nhật Bản đã mất tổng cộng 315 máy bay chỉ trong ngày hôm ấy. Thiệt hại về phía Mỹ không đáng kể. Quân đội Mỹ chỉ mất 23 máy bay trong trận không chiến, 6 máy bay bị hư hại ngoài ý muốn, 2 tàu sân bay và 2 tàu chiến bị hư hại nhẹ. Ngày hôm sau, các máy bay xuất kích từ tàu sân bay Mỹ đã điều động 216 máy bay truy đuổi và tấn công hạm đội Nhật Bản. Sau 2 ngày hải chiến, 3 tàu sân bay và 2 tàu chở dầu của Nhật đã bị chìm, 4 tàu sân bay khác, 1 thiết giáp hạm và 1 tàu tuần dương hạng nặng bị hư hại. Khoảng 600 máy bay trên tàu sân bay và máy bay trên bộ bị mất. Hầu hết các phi công cũng đều thiệt mạng. Về phía Mỹ, có 76 lính thiệt mạng và 123 máy bay bị mất, 2 tàu sân bay, 2 thiết giáp hạm và 2 tàu tuần dương hạng nặng bị hư hại. Các máy bay của quân đội Mỹ mất tích chủ yếu trở về vào ban đêm sau cuộc không kích ngày thứ 2. Khoảng 200 máy bay liên lạc cùng lúc gây ra tình trạng rối loạn liên lạc. Do cạn kiệt nhiên liệu, nhiều phi công phớt lờ tín hiệu để tranh nhau hạ cánh trên bong
và khiến Mỹ thiệt hại tới 80 máy bay. Kể từ đó, quân đội Hoa Kỳ đã rút ra bài học và rất coi trọng hoạt động ban đêm của hàng không mẫu hạm. Mỹ có kinh nghiệm và năng lực chế tạo, vận hành tàu sân bay trong thực chiến và hiện đang dẫn đầu thế giới ở lĩnh vực này. Khi bắt đầu chiến tranh Thái Bình Dương, hạm đội Nhật Bản có khả năng nhất định để đối đầu với quân đội Hoa Kỳ. Nhưng khi Trân Châu Cảng bị tấn công, tàu sân bay Hoa Kỳ không có trong cảng. Trận chiến đảo Midway trở thành một bước ngoặt. Quân đội Nhật Bản mất 4 tàu sân bay, nhưng quân đội Hoa Kỳ đã chế tạo ngày càng nhiều tàu sân bay hơn. Khoảng cách giữa đôi bên vì thế mà ngày càng xa. Sau chiến tranh lạnh, mặc dù quy mô của hạm đội tàu sân bay Mỹ giảm xuống chỉ còn 11 chiếc, nhưng khoảng cách giữa hạm đội Mỹ và Trung Quốc lớn hơn nhiều so với khoảng cách giữa hạm đội Mỹ và Nhật Bản năm xưa. Hai hàng không mẫu hạm hiện tại của Trung Quốc thậm chí không có khả năng tấn công trên không. Còn tàu Phúc Kiến thì mới chỉ hạ thủy và đang trong thời gian thử nghiệm. Tất cả tàu sân bay Trung Quốc chỉ có thể đi xa nhất đến gần đảo Guam vì hạn chế nhiên liệu, không có động cơ hạt nhân. Chúng cũng rất khó để tiến hành các cuộc không kích. Sự khác biệt lớn hơn là quân đội Hoa Kỳ có căn cứ không quân ở Nhật Bản và đảo Guam, đồng thời đang tích cực mở rộng căn cứ ở Philippines. Bởi thế, các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom thế hệ thứ 4 và thứ 5 của không quân Mỹ có thể hỗ trợ nhanh chóng và mạnh mẽ cho hải quân. Chừng nào quân đội Hoa Kỳ còn thực hiện chiến thuật tấn công nhảy đảo ở Biển Đông, thì hạm đội Nam Hải lớn nhất của Trung Quốc sẽ không dám đến eo biển Đài Loan. Nếu hạm đội của Trung Quốc mù quáng phái đi giải cứu quần đảo Trường Sa, nó sẽ bị xóa sổ. Nó cũng sẽ khó thoát khỏi các cuộc không kích của Hoa Kỳ nếu ở lại Hồng Kông. Hạm đội Bắc Hải lớn thứ hai của Trung Quốc đã ra sức cơ động quanh vùng biển Philippines phía nam Đài Loan hay tiến vào vùng biển Nhật Bản, nhưng chúng cũng không tránh khỏi bị chôn vùi dưới đáy biển. Khả năng bổ sung của hạm đội Trung Quốc khó có thể hỗ trợ các hoạt động bên ngoài chuỗi đảo thứ nhất, cũng như không thể phát động trận chiến tàu sân bay quy mô lớn như trận hải chiến ở Philippines năm xưa. Hạm đội hải quân do Trung Quốc xây dựng vốn đã tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ, nhưng mà còn lâu mới có thể cạnh tranh giành ưu thế trên biển ở Tây Thái Bình Dương. Nếu các nhà lãnh đạo của Trung Quốc chấp nhận rủi ro, kết quả thật sự khó có thể tưởng tượng được. Kính thưa quý vị, đây là tàu sân bay Phúc Kiến Type 003 của Trung Quốc. Tại đây, các máy bay chiến đấu J-15, động cơ tuabin hơi nước và được cho là có hệ thống máy phóng điện tử. Thoạt nhìn, nhiều người đã nghĩ rằng Trung Quốc sẽ sớm trở thành đối thủ cạnh tranh lớn của Hoa Kỳ trong lĩnh vực chế tạo và vận hành tàu sân bay. Nhưng đi sâu vào phân tích, người ta nhận thấy rằng chiến hạm của Bắc Kinh đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Nếu không giải quyết được nó, Hải quân Trung Quốc sẽ không thể đưa Phúc Kiến vào hoạt động cách hoàn toàn. Những vấn đề đó ít nhất bao gồm tuyển dụng phi công chất lượng, thử nghiệm hệ thống phóng mới và quá trình học hỏi chiến thuật của tàu sân bay. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích sâu câu chuyện này quý vị nhé. Từ góc độ chiến lược, mục đích của Trung Quốc khi đóng tàu Phúc Kiến là để dùng trong bất kỳ đợt tấn công tiềm ẩn nào vào Đài Loan. Nó thậm chí được đặt theo tên của tỉnh Phúc Kiến, một tỉnh nằm đối diện với Đài Loan qua một eo biển đầy căng thẳng. Thế nhưng người ta chưa rõ khi nào Bắc Kinh sẽ tấn công đổ bộ vào hòn đảo dân chủ bên kia eo biển. Vậy thì trước mắt, tàu Phúc Kiến sẽ mở rộng phạm vi hoạt động của Hải quân Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các tàu sân bay cũ của Bắc Kinh chỉ có tầm hoạt động tối đa khoảng 7.200 km, rất khó để tuần tiễu cả một vùng biển rộng lớn như tại Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tại sao điều này lại quan trọng? Giới hạn 7.200 km này gần bằng khoảng cách để đến eo biển Malacca từ một số cảng hải quân của Trung Quốc. Eo biển Malacca là một điểm nút hàng hải quan trọng, có khoảng 70% số dầu và 3,5 nghìn tỷ USD giá trị thương mại toàn cầu đi qua đây. Đương nhiên, hàng hóa xuất khẩu và dầu nhập khẩu của Trung Quốc cũng cực kỳ phụ thuộc vào eo biển nhỏ hẹp này. Đó là lý do tại sao loại tàu sân bay đầu tiên của họ là tàu Liêu Ninh, chủ yếu chỉ được sử dụng cho mục đích huấn luyện. Bây giờ, tàu sân bay Sơn Đông của họ đã có phạm vi hoạt động tốt hơn, tối đa khoảng 15.700 km. Nhưng chiếc tàu này thiếu khả năng phóng máy bay hiện đại. Điều này làm giới hạn sức mạnh chiến đấu của nó. Nếu chúng ta giả sử rằng tàu mới Phúc Kiến có tầm hoạt động tối đa tương tự như là tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ, Kitty Hawk là khoảng 19.300 km ở tốc độ 20 hải lý, nó sẽ nâng cao năng lực chiến đấu và ảnh hưởng của Trung Quốc trên toàn khu vực. Hiện nay Trung Quốc có tranh chấp lãnh thổ với Việt Nam, Malaysia, Nhật Bản và đặc biệt là với Philippines. Vào tháng 11 năm ngoái, tàu của cảnh sát biển Trung Quốc đã xảy ra một xô xát với các tàu cá của Philippines. Trong vụ việc kéo dài 4 giờ này, Trung Quốc đã phong tỏa các tàu cá của Manila và xịt vòi rồng vào các tàu này. Họ làm điều này để ngăn chặn Philippines và ngư dân của họ đi vào những vùng nước mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Vì vậy, thay vì tạo thuận lợi cho tự do hàng hải,
Một số tàu sân bay mới có thể giúp Hải quân Trung Quốc ngăn chặn tự do hàng hải. Trong khi tàu lớp 4 của Hoa Kỳ có 3 thang máy kết nối với nhà chứa máy bay và sàn đáp, thì Phúc Kiến chỉ có 2 mà thôi. Số lượng thang máy tăng lên có nghĩa là bạn có thể triển khai nhiều máy bay nhanh chóng hơn. Để hiểu được tốc độ đóng tàu ở Trung Quốc, cứ 4 năm một lần từ năm 2013 đến nay, Trung Quốc đã hạ thủy một lượng tàu lớn hơn cả Hải quân Pháp hoặc thậm chí là toàn bộ Hải quân Hoàng gia Anh. Cứ 4 năm là họ có một đội hải quân hoàn chỉnh, bao gồm tàu, tàu ngầm, tàu đổ bộ và tất nhiên là chiến hạm. Trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2019, trong khi Hoa Kỳ đóng được 68 tàu, thì Trung Quốc đóng tới 132 tàu chiến. Thực tế, Trung Quốc đã đóng nhiều tàu hơn cả Ấn Độ, Nhật Bản, Úc, Pháp và Anh cộng lại. Hải quân Trung Quốc đã gia tăng số lượng như một con gấu tăng cân chuẩn bị cho mùa ngủ đông, hoặc trong trường hợp này là một con gấu trúc chuẩn bị cho một cuộc xâm lược. Hãy tưởng tượng 40 máy bay chiến đấu đa nhiệm đậu trên tàu sân bay Phúc Kiến cách bờ biển của bạn chỉ 1.000 km, có thể đến gần bạn chỉ trong vòng 30 phút mà thôi. Phúc Kiến là tàu sân bay đầu tiên của quân đội Trung Quốc PLA đủ lớn để mang theo một đội máy bay đầy đủ có khả năng này. Theo các chuyên gia như là nhà phân tích quốc phòng Kyu Mikami, thêm khoảng 20 máy bay giữa trực thăng và máy bay cảnh báo sớm, Phúc Kiến sẽ có một tổ máy bay toàn diện với khoảng từ 55 đến 60 máy bay tùy thuộc vào điều kiện cụ thể. Các máy bay chiến đấu chủ yếu sẽ là J-15 thế hệ thứ tư, được đặc biệt danh là cá mập bay. Vấn đề chính ở đây là J-15 nặng ở mức 18 tấn. Trên thực tế, nó chính là máy bay chiến đấu trên tàu sân bay nặng nhất được sử dụng bởi bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Việc phóng máy bay từ một đường băng ngắn tạo thêm áp lực lên khung thân của nó. Vì vậy, Bắc Kinh đã phải tạo ra một phiên bản khác tương thích về hệ thống phóng máy bay. Tuy nhiên, có vẻ như đến giờ phút này thì họ vẫn chưa thành công. Có kế hoạch trong tương lai để máy bay tiêm kích tàng hình J-20 và J-35 cất cánh từ tàu Phúc Kiến. Đó là câu trả lời của Trung Quốc đối với máy bay F-35C của Hoa Kỳ. Nhưng đến nay, đó vẫn chỉ là giả thuyết và chưa có bằng chứng nào cho thấy là Bắc Kinh đã đạt được điều đó. Bởi vì Phúc Kiến là tàu sân bay Trung Quốc đầu tiên sử dụng hệ thống hỗ trợ bằng máy phóng và thu hồi, từ bỏ kiểu đường băng nhảy cầu như là tàu Liêu Ninh hay Sơn Đông, phương pháp cất cánh kiểu nhảy cầu đặt ra hạn chế về trọng lượng tối đa của máy bay và quân trang của nó. Hiện chỉ có hai quốc gia sử dụng hệ thống máy phóng mới này là Hoa Kỳ và Pháp. Có hai cách cơ bản để cung cấp năng lượng cho loại hệ thống máy phóng trên tàu sân bay này. Bạn có thể chọn sử dụng máy phóng chạy bằng hơi nước hoặc hệ thống điện tử tiên tiến hơn. Theo bằng chứng hình ảnh vệ tinh và báo cáo từ Trung Quốc, có vẻ như là Hải quân nước này đã quyết định bỏ qua hệ thống máy phóng chạy bằng hơi nước dự kiến và chuyển thẳng sang hệ thống điện tử hiện đại. Hệ thống phóng máy bay điện tử EMANS được sử dụng trên các tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp 4 là USS Gerald Ford mới nhất của Hoa Kỳ. Hệ thống EMANS cho phép bạn thực hiện các nhiệm vụ bay với tốc độ kinh khủng khoảng mỗi 45 giây một lần. Lý do khiến điều này trở thành một chủ đề gây ngạc nhiên và tranh cãi là vì máy phóng điện tử đòi hỏi một lượng điện lớn, đúng như lượng điện mà một thị trấn nhỏ sử dụng. Những lần phóng trong 3 giây tiêu thụ tới 100 triệu watt điện. Nguồn điện thông thường không thể cung cấp đủ năng lượng cho công nghệ EMANS. Các tua bin hơi nước với 8 lò hơi của Phúc Kiến rõ ràng là không thể sánh kịp với hai lò phản ứng hạt nhân mạnh mẽ điều khiển 4 hệ thống STS cho tàu sân bay lớp 4. Cách Hải quân Hoa Kỳ đã giải quyết vấn đề tiêu thụ năng lượng là sử dụng tàu sân bay có động cơ hạt nhân thay vì động cơ bằng hơi nước. Tuy nhiên, thì Trung Quốc tuyên bố là họ đã tìm ra được một sự đột phá công nghệ bằng cách sử dụng máy phóng điện tử chỉ với năng lượng hơi nước. Có nhiều lý do tại sao bạn muốn có EMANS. Nó giảm áp lực lên khung máy bay đắt tiền của bạn, cũng như là tăng hiệu suất năng lượng. Có nhiều lý do khiến người ta nghi ngờ về hệ thống EMANS của Trung Quốc. Một là nó không chạy bằng năng lượng hạt nhân, và hai là Hải quân Hoa Kỳ đã gặp nhiều khó khăn khi mà cố gắng vận hành nó trong suốt thập kỷ qua. Trên thực tế, phiên bản của Hoa Kỳ ban đầu đã gặp vấn đề với hệ thống năng lượng, hiệu suất và độ tin cậy trong quá trình kiểm tra và thử nghiệm sau khi giao hàng. Báo cáo chính phủ nói rằng những vấn đề này kéo dài đến ngày nay và Hải quân không kỳ vọng nó sẽ đạt được mục tiêu về độ tin cậy cho đến những năm 2030. Ngược lại, hệ thống EMANS của Trung Quốc vẫn còn cách rất xa giai đoạn phát triển này của Mỹ. Trên thực tế, không có dữ liệu xác định về việc hệ thống EMANS của Trung Quốc có thực sự hoạt động hay không vì nó chưa bao giờ được nhìn thấy trong hoạt động công khai. Các nguồn tin trong PLA cho biết một đội kỹ sư do chuẩn đô đốc Hải quân hàng đầu của Trung Quốc là ông Mã Vĩ Minh dẫn dắt đã tìm ra một giải pháp. Theo kỹ sư Trung Quốc, tàu Phúc Kiến được trang bị một hệ thống nguồn năng lượng tích hợp tiên tiến mới, IEP,
Về mặt lý thuyết, nó sẽ cho phép sử dụng năng lượng lớn hơn mà không cần phải dựa vào năng lượng hạt nhân, điều quan trọng khi nói đến khả năng chiến đấu. Nhưng đặt tình huống là Bắc Kinh đang ở trong một cuộc xung đột, thì câu hỏi đặt ra là tàu Phúc Kiến sẽ làm gì nếu một tên lửa hoặc máy bay đối phương có khả năng tiếp cận gần với nó, và nó sẽ tự vệ như thế nào? Hai tàu sân bay trước đó dường như đã được trang bị các khẩu đại bác và tên lửa sản xuất trong nước. Do đó, vũ khí phòng thủ của Phúc Kiến có khả năng bao gồm tên lửa phòng không tầm ngắn, bệ phóng đạn chống tàu ngầm và một hệ thống vũ khí tầm gần với 3 khẩu súng 30mm. Nó được thiết kế để chặn các tên lửa diệt hạm tiến tới, di chuyển với tốc độ tối đa lên tới Mach 4, tức là khoảng 1,4 km/giây. Tên lửa EZ-21 có tầm bay khoảng 1.500 km và có vận tốc cuối là Mach 10, 3,4 km/giây. Ngoài ra, còn có HHQ-9B, tương đương với hệ thống phòng không của Nga S-300. Trung Quốc cũng đang phát triển KJ-600, một loại máy bay cảnh báo sớm di động trên tàu sân bay, tương tự như chiếc E-2D Hawkey của Hoa Kỳ. Điều này là một bước tiến so với khả năng của hai tàu sân bay Trung Quốc khác là Liêu Ninh và Sơn Đông. Những chiếc tàu đó chỉ có trực thăng và có khả năng phát hiện radar rất hạn chế. Chuyên gia hải quân Lý Khiết tại Bắc Kinh nói rằng PLA cần ít nhất 200 phi công chuyên nghiệp lái máy bay chiến đấu trên tàu sân bay để điều hành 130 máy bay trên tàu. Chuyên gia này cũng mô tả quá trình đào tạo những phi công này là đầy thách thức vì thiết kế máy bay và đào tạo phi công là những công nghệ nền tảng và phức tạp nhất thế giới mà không ai sẽ chia sẻ với bạn. Do vậy, bạn không thể bỏ qua yếu tố con người khi xem xét những nền tảng và hệ thống vũ khí này. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu việc đào tạo phi công cho tàu Phúc Kiến. Vâng, để đào tạo một phi công thì bạn cần 3 yếu tố hoàn toàn cơ bản: học viên, người hướng dẫn và công nghệ. Hãy nói về học viên trước. Trung Quốc quyết định đào tạo phi công mới thay vì tuyển chọn những thành viên có kinh nghiệm từ không quân. Kể từ năm 2020, Hải quân Trung Quốc đã tuyển sinh viên, học viên từ những người tốt nghiệp trung học trong độ tuổi từ 16 đến 19 tuổi. Quân đội Trung Quốc đăng một quảng cáo trên nền tảng truyền thông xã hội WeChat của họ nói rằng nhu cầu về tài năng quân sự chất lượng cao ngày càng trở nên cấp thiết. Sứ mệnh và nhiệm vụ của Hải quân tiếp tục mở rộng. Tốc độ chuyển đổi chiến lược của Hải quân đang được gia tăng. Bây giờ chúng ta hãy nói về yếu tố thứ hai, đó là những huấn luyện viên cho các phi công trên tàu sân bay. Năm 2017, POA đã thành lập Đại học Hàng không Hải quân ở tỉnh Sơn Đông. Ban đầu họ chỉ có 5 phi công Trung Quốc có chứng chỉ lái máy bay trên tàu sân bay để hỗ trợ đào tạo. Nhận thức được rằng điều này là không đủ để đẩy nhanh tiến độ của quá trình, Trung Quốc đã cố gắng tuyển dụng phi công tại ngũ và cựu phi công từ Anh và Hoa Kỳ. Đài BBC đã báo cáo vào cuối năm 2022 rằng ít nhất 30 người Anh đã đến Trung Quốc để đào tạo thế hệ tiếp theo của các phi công Trung Quốc, nhận được một khoản tiền lớn đáng kể. Hoa Kỳ cũng đã tham gia thuê cựu phi công để giúp đào tạo những phi công này tại Trung Quốc. Trung Quốc đang tuyển dụng thông qua một mạng lưới săn đầu người Headhunters. Những người cũng đã nhắm đến phi công từ các quốc gia khác. Trung Quốc thực sự không có máy bay huấn luyện chiến đấu được thiết kế đặc biệt cho các hoạt động trên tàu sân bay, ít nhất là với công nghệ cất cánh bằng máy phóng. Một tạp chí quân sự của họ đã đề cập trước đó về việc thiếu hụt máy bay huấn luyện chiến đấu được thiết kế đặc biệt cho các hoạt động trên tàu sân bay đã làm chậm quá trình, buộc họ phải thực hiện huấn luyện mô phỏng trên đất liền. Các nhà phân tích quân sự đã gọi điều này là một sự chậm trễ khó hiểu. Tháng 8 năm 2022, hình ảnh mới về chiếc J-15S, máy bay hai chỗ ngồi dành cho tàu sân bay của Đại học Hàng không Hải quân đã xuất hiện. Hầu hết mọi người đều đồng tình rằng đây là một máy bay huấn luyện, nhưng các chuyên gia cũng đã có thêm vào đó rằng nó không chỉ là một máy bay huấn luyện cho J-15 mà còn cho các biến thể mới phát triển của máy bay có thể sẽ cần một phi công thứ hai đảm nhiệm nhiệm vụ. Tuy nhiên vẫn còn một vấn đề khác là J-15S có vẻ không có khả năng cất cánh với sự hỗ trợ của máy phóng. Điều này tạo ra một thử thách học tập cực kỳ khó khăn. Nó giống như việc học nấu ăn mà không có nguyên liệu, dao bếp hoặc là bếp. Đúng vậy, Trung Quốc không có kinh nghiệm vận hành. Để làm chủ hoàn toàn các tàu sân bay một cách hiệu quả, cần phải có các thế hệ kinh nghiệm và được đào tạo chuyển giao. Trung Quốc mới chỉ vận hành tàu sân bay được khoảng 10 năm mà thôi. Tàu sân bay đòi hỏi cơ sở hạ tầng đặc biệt để hỗ trợ chúng. Vì vậy, họ đã làm việc để mở rộng các căn cứ của mình tại Tam Á. Nhưng mà việc có 3 tàu sân bay thì giống như việc mà bạn có quá nhiều con trẻ, thực sự rất nhiều việc để làm. Trung Quốc đã gặp khó khăn khi triển khai một hệ thống chỉ huy mới và phù hợp hơn. Tại sao? Bởi vì POA gặp khó khăn trong việc phát huy những khả năng cần thiết để cải thiện thời gian phản ứng, bao gồm sự sáng tạo, độc lập và giải quyết vấn đề. Điều này xảy ra bởi vì POA theo một mô hình kiểm soát mệnh lệnh và điều hành từ trên xuống, phản ánh hình thức chính trị của họ. Vì vậy, trong khi mô hình quy hoạch tập trung của họ có thể giúp họ tạo ra các tàu mới nhanh chóng,
thì nó cũng là điều làm hạn chế hiệu suất vận hành của chúng. Tất cả những bằng chứng đều cho thấy rằng Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn đào tạo với tàu sân bay, thường được mô tả như kiểu tôi nên làm thế nào với tay của mình, tôi đặt chúng ở đâu. Ngược lại, Hoa Kỳ đã vận hành tàu sân bay gần 100 năm ở các khu vực khác nhau trên thế giới, trong các hoàn cảnh khác nhau và trong các cuộc xung đột khác nhau. Nhà phân tích Alexander Neil nói rằng việc vận hành liên tục các tàu sân bay là cốt lõi giúp cho quân đội Hoa Kỳ tuyệt đối xuất sắc. Tám chuyên gia đã nói rằng các tàu sân bay Trung Quốc vẫn đang ở chế độ đào tạo và ngày nay chúng không tạo ra mối đe dọa nào thực sự đối với các hải quân đã được đào tạo tốt. Họ vẫn chưa xử lý máy móc một cách tự tin, đặc biệt là trong các tình huống khó khăn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi nó phát huy được hết tiềm năng? Chính phủ Trung Quốc đã công khai nói về ý định trở thành một siêu cường hải quân toàn cầu. Tuy nhiên, phát triển và thiết kế của họ cho thấy phạm vi khu vực của họ giới hạn hơn nhiều. Hai tàu sân bay đầu tiên của họ có tầm hoạt động hạn chế và dữ liệu từ Nhật Bản cho thấy chúng đã duy trì trong phạm vi của các căn cứ không quân gần bờ biển Trung Quốc. Hơn nữa, phi công trên tàu sân bay Trung Quốc vẫn phải phụ thuộc vào các cơ sở không quân trên đất liền cho nhiều việc như giám sát và, kỳ lạ nhưng mà đúng, là cất cánh và hạ cánh. Theo Su Hien Chi, một nghiên cứu viên tại Hội đồng Nghiên cứu Chiến lược và Chiến thuật Đài Bắc, nhiệm vụ của tàu Phúc Kiến là mang lại quyền tự do hành động cho POA và cân bằng ưu thế không quân của Hoa Kỳ và các đồng minh Đông Á cũng như là khu vực Thái Bình Dương. Theo sách trắng quốc phòng Trung Quốc năm 2019, Hải quân Trung Quốc hiện đang chuyển từ lực lượng phòng thủ gần bờ sang lực lượng phòng thủ xa bờ. Điều này có nghĩa là họ muốn chuyển hướng sang là một hải quân nước xanh dương thực sự, có khả năng hoạt động ở Thái Bình Dương hoặc thậm chí là trên toàn cầu. Nhưng mà trước khi nghĩ đến viễn cảnh đáng tự hào ấy, thì Trung Quốc vẫn cần phải học cách vận hành tàu sân bay một cách cơ bản đã. Phúc Kiến có thể là biểu tượng chính trị thay vì một tàu chiến có khả năng hoạt động hiệu quả thực sự. Khoảng cách giữa Hải quân Hoa Kỳ và Trung Quốc rốt cuộc cũng không thể đo lường bằng số lượng thay vì chất lượng. Chúng ta sẽ cùng chờ xem cuộc chạy đua phát triển tàu sân bay của đôi bên liệu có dẫn đến một cuộc xung đột trên thực địa hay không. Quý vị hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới video. Kính thưa quý vị, khi căng thẳng tiếp tục leo thang giữa Trung Quốc và Philippines về tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, Manila đã vạch ra một kế hoạch khác để đối phó với Trung Quốc. Điều thú vị là nó xoay quanh điểm yếu của Bắc Kinh, đó chính là Đài Loan. Nhật Bản cũng từ lâu ý thức được rằng quan hệ giữa mình và Đài Loan chính là môi hở răng lạnh. Họ càng sốt sắng hơn ai hết trước kịch bản Bắc Kinh cử binh chinh phạt qua eo biển. Rốt cuộc thì hai người hàng xóm trên biển của Đài Loan là Philippines và Nhật Bản đã chuẩn bị những đối sách gì? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Để củng cố khả năng phòng thủ lãnh thổ của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro đã chỉ đạo quân đội tăng cường số lượng quân đồn trú tại hòn đảo cực Bắc, cụ thể là ở đảo Batanes xa xôi. Trong chuyến thăm gần đây tới các cơ sở hải quân, ông cũng kêu gọi phát triển thêm cơ sở hạ tầng trên đảo. Những điểm mấu chốt ở đây là quần đảo Batanes chỉ cách Đài Loan 200 km, một hòn đảo tự trị mà Trung Quốc coi là tỉnh ly khai và muốn chiếm đóng. Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines được đưa ra vào thời điểm Trung Quốc và Philippines đang có những căng thẳng trong vấn đề Biển Đông. Tranh chấp lãnh thổ lâu dài giữa hai nước đã dẫn đến các cuộc đối đầu giữa tàu cảnh sát biển của họ với lo ngại về khả năng Trung Quốc xâm lược bãi cỏ mây khiến Manila lo lắng. Trong nhiều năm qua, tàu Trung Quốc thường xuyên cố gắng ngăn cản tàu Philippines tiếp tế cho binh lính đồn trú trên tàu Sierra Madre, một tàu chiến cũ cố tình mắc cạn ở bãi cỏ mây và hiện đang hoạt động như một tiền đồn tạm thời của Philippines tại bãi cạn tranh chấp này. Sau nhiều tháng đối đầu trên biển và những lời đe dọa từ phía chính quyền Bắc Kinh, Philippines đang tìm cách củng cố năng lực quân sự và tăng cường phòng thủ lãnh thổ. Quyết định tăng cường quân đội và mở rộng cơ sở hạ tầng tại quần đảo Batanes dường như là một phần của chiến lược đầy tham vọng đó. Eo biển Ba Sĩ nằm giữa Batanes và Đài Loan là một điểm nghẽn quan trọng cho các tàu đi lại giữa Tây Thái Bình Dương và Biển Đông tranh chấp và có khả năng sẽ được Trung Quốc sử dụng trong trường hợp có chiến sự. Chuyến thăm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng phòng thủ lãnh thổ của chúng ta để đảm bảo an toàn và toàn vẹn tổng thể của đất nước. Tuyên bố của quân đội Philippines cho biết, để bảo vệ các bên liên quan như ngư dân và các cơ quan liên quan đến hàng hải để họ cảm thấy an toàn hơn, ông Teodoro cũng kêu gọi tăng cường hợp tác giữa các đơn vị chính quyền địa phương và quân đội. Hải quân Philippines đã mở trạm pháo binh hải quân trên đảo Manvulis thuộc Batanes vào tháng 10 năm 2023. Khu vực này cũng được cho là địa điểm tiềm năng cho cuộc tập trận quân sự Mỹ-Philippines thường niên trong năm nay. Một tháng sau,
Philippines và Hoa Kỳ bắt đầu các cuộc tuần tra chung trên đảo Marvolis cách Đài Loan chỉ khoảng 100 km và kết thúc tại Biển Đông. Hoa Kỳ cũng được phép tiếp cận một phần đảo nhỏ của Philippines thuộc vùng Cagayan theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường. Nằm cách Đài Loan chỉ 400 km về phía nam, đảo Fuga có thể được sử dụng để quấy rối sườn phía nam trong trường hợp Bắc Kinh tấn công hải quân vào Đài Loan. Ngoài ra, nó có thể được Hoa Kỳ sử dụng để tiến hành các hoạt động chống lại Trung Quốc vì nó nằm giáp hai tuyến đường chính, eo biển Luzon và eo biển Ba Sĩ, cho phép tiếp cận Biển Đông và Thái Bình Dương. Báo cáo cho biết Mỹ có thể xem xét xây dựng một cảng dân sự trên quần đảo Batanes. Năm 2022, một cựu quan chức Philippines đã ngầm ám chỉ rằng nước mình sẽ hỗ trợ Mỹ đẩy lùi bất kỳ cuộc xâm lược Đài Loan nào của Trung Quốc vì cho rằng nó đe dọa Manila. Ngược lại thì chính quyền của Tổng thống Ferdinand Marcos không đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào như vậy và khẳng định sự tiếp cận được trao cho Mỹ dựa trên hiệp ước phòng thủ chung lâu dài. Philippines đã có những hành động thân thiện rõ ràng với Đài Loan. Ví dụ Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống đắc cử của Đài Loan Lại Thanh Đức sau chiến thắng của ông này vào tháng trước. Bị chọc giận bởi hành động này, Trung Quốc đã triệu tập đại sứ Philippines để phản đối động thái này. Chuyên gia phân tích quân sự Miguel Miranda tại Philippines nói với Eurasian Times, vùng Batanes là một cụm đảo san hô và đảo nhỏ dọc theo eo biển Luzon chiến lược, một tuyến đường hàng hải và là kênh dẫn quan trọng cho cáp quang dưới biển. Thật không may, đây cũng là nơi đi qua của Hải quân Trung Quốc khi họ tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn để đe dọa Đài Loan. Trong trường hợp xảy ra giao tranh công khai giữa Trung Quốc và Đài Loan, chắc chắn các lực lượng hải quân hùng mạnh sẽ cố gắng đi qua hoặc thậm chí tiến hành các hoạt động chiến đấu trong và xung quanh eo biển Luzon. Bạn có thể đoán được điều này sẽ được đón nhận như thế nào ở Manila. Mặc dù chính quyền Marcos chưa chính thức tuyên bố việc tăng cường khả năng phòng thủ của Batanes sẽ giúp ích như thế nào cho an ninh của mình, nhưng chính sách an ninh quốc gia 2023-2028 được thông qua vào tháng 8 năm ngoái đã cảnh báo rằng căng thẳng ở eo biển Đài Loan có thể ảnh hưởng đến đất nước. Tài liệu này tuyên bố thẳng thắn rằng bất kỳ cuộc xung đột quân sự nào ở eo biển Đài Loan chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Philippines do vị trí địa lý gần Đài Loan và sự hiện diện của 150.000 người Philippines ở Đài Loan. Đây cũng là lý do tại sao một cường quốc khu vực khác là Nhật Bản cũng đang tăng cường quan hệ quốc phòng với Đài Loan. Vị trí địa lý gần gũi của Nhật Bản với Đài Loan được dự đoán là sẽ kéo Nhật Bản vào một cuộc xung đột xuyên eo biển, vốn cũng có thể có sự tham gia của Hoa Kỳ. Nhật Bản tăng cường hợp tác với Đài Loan. Trong cuộc họp với đại diện Đài Loan tại Hội nghị quốc tế APEC vào tháng 11 năm ngoái, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida cho biết Nhật mong muốn tăng cường hợp tác và trao đổi với hòn đảo này. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các vấn đề liên quan đến eo biển Đài Loan, ám chỉ những căng thẳng với Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Nhật Bản trích lời ông Kishida: Đài Loan là một đối tác quan trọng và là người bạn tốt, cùng chia sẻ các giá trị cơ bản, có quan hệ kinh tế chặt chẽ và giao lưu nhân dân với Nhật Bản. Các nhà phân tích tin rằng Đài Loan và Hoa Kỳ sẽ hưởng lợi rất nhiều từ chính sách của Nhật Bản. Theo đạo luật quan hệ với Đài Loan năm 1979, chính phủ Hoa Kỳ duy trì mối quan hệ không chính thức vững chắc với Đài Loan và coi bất kỳ nỗ lực nào nhằm xác định tương lai của Đài Loan bằng các phương thức khác ngoài hòa bình chính là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh của khu vực Tây Thái Bình Dương và là mối quan ngại nghiêm trọng. Trong những tháng gần đây, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, có một mối lo ngại ngày càng gia tăng rằng Bắc Kinh sẽ sử dụng quân đội để ép thống nhất Đài Loan. Chính quyền Biden thậm chí còn tuyên bố sẽ hỗ trợ Đài Loan về mặt quân sự trong trường hợp Trung Quốc xâm lược. Nếu cuộc xâm lược xảy ra và Mỹ can thiệp, Nhật có thể sẽ bị kéo theo. Khoảng cách giữa bờ biển phía đông của Đài Loan và hòn đảo cực Tây của Nhật chỉ chưa đến 160 km. Mặc dù không chính thức, nhưng mối quan hệ giữa Đài Bắc và Tokyo từ lâu đã rất thân thiết và ngày càng phát triển. Ngoài ra, Mỹ duy trì lực lượng quân sự đáng kể tại Nhật Bản như một phần của quan hệ đối tác an ninh vững chắc. Các nhà phân tích dự đoán rằng nếu Mỹ chọn bảo vệ Đài Loan, họ sẽ chủ yếu dựa vào quân đội và trang thiết bị của Mỹ, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ từ Nhật Bản. Mặc dù chính sách chính thức của Nhật Bản về Đài Loan vẫn mơ hồ, nhưng trong những tháng gần đây đã có sự thay đổi chính sách khi căng thẳng với Trung Quốc về quần đảo Senkaku tranh chấp tiếp tục gia tăng. Chẳng hạn vào tháng 9 năm ngoái, Nhật đã khiến Bắc Kinh tức giận khi bổ nhiệm một quan chức chính phủ đương nhiệm làm tùy viên quân sự thực tế của họ tại Đài Loan. Vào ngày 7 tháng 2 năm 2024, Thống đốc Tokyo Yuriko Koike đã có chuyến thăm Đài Bắc lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào năm 2016. Chuyến thăm nhằm thiết lập hợp tác với Đài Bắc trong các lĩnh vực dân sự với buổi gặp gỡ với thị trưởng Đài Bắc Giang Vạn An.
Tuy nhiên hành động này đã khiến Trung Quốc tức giận. Trước đây, Nhật Bản duy trì quan hệ song phương với Đài Loan thông qua Hiệp hội Giao lưu Nhật Bản-Đài Loan tại Đài Bắc, chủ yếu do các quan chức thương mại và ngoại giao đảm nhiệm. Để tránh mâu thuẫn với Trung Quốc, vị trí tùy viên quốc phòng trước đây đều do sĩ quan lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã nghỉ hưu đảm nhiệm. Quyết định bổ nhiệm quan chức đương nhiệm được xem là biểu tượng cho sự ủng hộ của Nhật đối với Đài Loan. Đài Loan đã yêu cầu một tùy viên quốc phòng đang hoạt động đảm nhận vị trí này, một nguồn tin cho biết. Mặc dù chưa có giao dịch quốc phòng chính thức nào với Đài Loan, Nhật Bản đang nhanh chóng tăng cường hợp tác quốc phòng với Philippines. Đây được cho là nhằm hỗ trợ Manila bảo vệ các tuyến đường trên biển và an ninh của hòn đảo. Còn bây giờ, quý vị nghĩ sao về kịch bản Nhật và Philippines sẽ cùng nhảy vào nếu một khi Đài Loan bị bắt nạt bằng vũ lực? Với hai đồng minh trọng yếu ở Tây Thái Bình Dương này, liệu Hoa Kỳ có thể chặn đứng được mưu đồ bành trướng của Bắc Kinh hay không? Xin hãy để lại bình luận cho chúng tôi ở phần dưới video. Kính thưa quý vị, tháng 3 năm 2022, Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhận tàu ngầm tấn công trị giá 692 triệu đô là chiếc đầu tiên trong hạm đội tàu ngầm lớp Taigei, còn được gọi là Đại Kình. Chiến hạm Taigei được đánh giá là tàu ngầm không sử dụng năng lượng hạt nhân tiên tiến nhất của lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản. Trước một Trung Quốc đang ngày một hung hăng và quyết đoán hơn trên biển Hoa Đông, tàu ngầm mới của Nhật Bản chính là vũ khí mang sức nặng răn đe đáng kể. Vậy thì sức mạnh của Taigei đáng sợ ra sao? Hải quân Nhật Bản trong tương lai sẽ phát triển thêm những vũ khí đáng sợ nào để đối phó kinh địch Trung Quốc? Tất cả sẽ được tiết lộ trong video ngày hôm nay. Taigei trong tiếng Nhật có nghĩa là đại kình, tức là cá voi vĩ đại. Và chẳng biết vô tình hay hữu ý mà nó lại trùng tên với một loại tàu ngầm khác của Hải quân Đế quốc Nhật Bản sử dụng từ trong Thế chiến 2. Ai cũng biết Hải quân Nhật đã từng làm mưa làm gió như thế nào ở chiến trường Thái Bình Dương những năm 1940, thậm chí người Mỹ còn phải nể họ 3 phần. Cái tên Đại Kình chắc chắn mang theo những kỳ vọng lớn lao của Tokyo, hòng khôi phục lại danh tiếng và sức mạnh của đội tàu chiến khét tiếng một thời của đất nước mặt trời mọc. Taigei là thế hệ tàu ngầm tấn công thứ 3 của Nhật Bản, kế thừa các lớp Oyashio và lớp Suryo. Dù có bề ngoài rất giống với Suryo, song bên trong lớp Taigei lại là một thiết kế hoàn toàn mới với những nâng cấp đáng đồng tiền bát gạo. Thứ nhất, tàu ngầm này sử dụng pin lithium ion thay cho ắc quy chỉ axit thông thường. Loại pin này cho phép nạp điện nhanh hơn, dung lượng cũng gấp gần 2 lần so với ắc quy chỉ axit có cùng thể tích và cũng ít cần bảo trì hơn. Vì vậy, thời gian lặn của tàu ngầm cũng dài hơn, tốc độ đi ngầm cao hơn nhiều so với các loại tàu ngầm diesel điện khác. Công nghệ pin này cho tàu ngầm đã được Hải quân phòng vệ Nhật Bản nghiên cứu ngay từ những năm đầu thế kỷ 21 và đã được áp dụng thử nhiều năm trên hai tàu ngầm thế hệ trước là lớp Suryo rất tiên tiến của Nhật Bản. Thứ hai, tàu ngầm lớp Taigei, mặc dù là lớn nhất của Nhật Bản, nhưng lượng giãn nước đầy đủ cũng chỉ khoảng 3.000 tấn, chiều dài khoảng 84 mét. Tức là so với những tàu ngầm thông thường khác trong khu vực châu Á thì cũng không phải là quá lớn. Nhưng nhỏ mà có vỏ, nó rất khó bị phát hiện như các tàu ngầm cỡ lớn khác. Đồng thời, thân vỏ tàu cũng đã được tối ưu hóa để làm giảm tiếng ồn tự thân khi tàu chuyển động trong nước. Tàu cũng đã được áp dụng các biện pháp làm suy giảm tiếng ồn phát sinh từ hệ động lực và hệ đẩy. Những công nghệ này là thành quả tích cực nghiên cứu trong nhiều năm của Nhật Bản. Nó giúp lớp Taigei trở thành một trong những loại tàu ngầm êm ái nhất trên thế giới, thậm chí năng lực còn sánh ngang với những tàu ngầm nguyên tử hiện đại của Mỹ và phương Tây. Hệ thống sonar thủy âm và hệ thống chỉ huy tác chiến của tàu cũng đã được nâng cao một cách rõ rệt, sử dụng nguyên liệu mới giúp hấp thụ âm thanh triệt để, giúp nó yên tĩnh hơn khi hoạt động. Đặc biệt, tàu ngầm Taigei còn được trang bị các hệ thống mồi bẫy để nhử và tiêu diệt ngư lôi của đối phương tấn công vào tàu, cải thiện khả năng bảo vệ sống sót của tàu. Thứ ba, tàu Hakugei được trang bị nhiều loại cảm biến tiên tiến như kính tiềm vọng cùng radar quét mặt biển và trên không tầm thấp loại ZPS-6F, cho phép phát hiện được tàu mặt nước và máy bay tuần thám chống ngầm. Về sonar, tàu trang bị loại Hughes Oki ZQQ-7 với các mảng thu phát lắp đặt ở mũi tàu và hai bên sườn để phát hiện tàu mặt nước và tàu ngầm. Ngoài ra, tàu còn có một sonar kéo với khả năng phát hiện tàu đối phương từ khoảng cách 37 hải lý. Thứ tư, về vũ khí, tàu lớp Taigei được trang bị những loại vũ khí cực mạnh phù hợp với chức năng nhiệm vụ của một tàu ngầm tấn công như 6 ống pháo ngư lôi 533 ly HU-606 cho ngư lôi Tai-89 và tên lửa đối hạm Harpoon UGM-84
Trong đó, ngư lôi Type 89 do hãng Mitsubishi Heavy Industry phát triển là loại điều khiển bằng dây dẫn, có cả chế độ làm việc chủ động và thụ động, độ sâu hoạt động 900m với đầu nổ 267kg. Tên lửa UGM-84 là loại harpoon phóng ngầm, tên lửa đặt trong vỏ kén, tầng phóng sử dụng nhiên liệu rắn để bắn qua ống phóng ngư lôi. Cự ly bay tối đa là trên 70 hải lý, tức khoảng 112 km. Trước khi Taigei được bàn giao, tàu ngầm lớp Suryo được xem là một trong những tàu ngầm phi hạt nhân tiên tiến nhất và chạy êm nhất thế giới. Con tàu diesel điện nặng xấp xỉ 3.000 tấn và là tàu ngầm lớn nhất sau chiến tranh của Nhật Bản, mang lại lợi thế chiến thuật và chiến lược quan trọng so với các đối thủ. Hiện tại, hạm đội Nhật Bản sở hữu 12 tàu ngầm loại này, 3 chiếc nữa đang được chế tạo và sẽ sớm được đưa vào vận hành. Chiếc SS-513 Taigei mới hạ thủy hồi tháng 3 năm 2022 chính là chiếc tàu ngầm thứ 22 trong biên chế lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản, bên cạnh 11 chiếc Suryo đang hoạt động, 1 chiếc chuẩn bị hạ thủy và 9 chiếc thuộc lớp Oyashio. Về thông số kỹ thuật, tàu ngầm có lượng giãn nước khoảng 3.000 tấn, dài 84m, rộng 9,1m, thủy thủ đoàn khoảng 70 người, sử dụng động cơ diesel điện với hệ thống AIP giúp yên tĩnh vượt trội khi hoạt động so với các loại tàu ngầm diesel điện thông thường khác. Theo công bố của lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản, một chiếc Taigei có giá khoảng 76 tỷ yên, tương đương 720 triệu USD và họ đang có ý định đóng tới 7 chiếc. Chiếc SS-513 vừa được hạ thủy, ngoài ra còn 2 chiếc nữa là SS-514 và SS-515 cũng đang gấp rút được hoàn thiện. Việc đóng mới số lượng lớn tàu ngầm AIP thế hệ mới lớp Taigei là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình phòng thủ quốc gia năm 2010 của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, đặt ra mục tiêu sẽ tăng từ 16 lên 22 chiếc tàu ngầm để nâng cao khả năng chiến đấu của lực lượng hàng hải nước này trước các đối thủ tiềm năng, đặc biệt là Trung Quốc. Báo cáo của Lầu Năm Góc hồi tháng 11 năm 2022 cho biết, Hải quân Trung Quốc hiện đang vận hành 6 tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân, 6 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân và 44 tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel, hệ thống động lực không dùng không khí. Theo đánh giá, hạm đội 6 tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp tấn của Trung Quốc đang thực hiện các cuộc tuần tra gần như liên tục từ đảo Hải Nam đến Biển Đông và được trang bị một tên lửa đạn đạo JL-3 mới với tầm bắn ước tính hơn 10.000 km, có thể đặt lục địa Mỹ vào tầm ngắm, đồng thời gây sức ép liên tục lên các đồng minh của Mỹ trong khu vực, trong đó có Nhật Bản. Ngay cả khi thỏa thuận tàu ngầm AUKUS giữa Mỹ, Anh và Úc sẽ cho phép Canberra triển khai các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên trong 20 năm tới, việc Trung Quốc liên tục tuần tra tàu ngầm hạt nhân trên biển có thể gây áp lực cho các nguồn lực của Mỹ và đồng minh. Trong trường hợp Nhật Bản bị uy hiếp, đương nhiên Mỹ không thể đứng nhìn, song sức mạnh hải quân ngày càng gia tăng của Trung Quốc cũng là một vấn đề đau đầu với người Mỹ. Hiện tại, tổng số tàu ngầm của Mỹ là 68 chiếc, bao gồm 14 chiếc tàu ngầm tấn công mang tên lửa đạn đạo SSBN lớp Ohio. Trong số này còn có 4 tàu ngầm mang tên lửa hành trình SSGN lớp Ohio được cải tiến để mang tên lửa thông thường và hỗ trợ các lực lượng tác chiến đặc biệt. Tuy nhiên, các tên lửa SSGN được tối ưu hóa cho hoạt động tấn công trên bộ chứ không phải là vai trò chống hạm. Hạm đội Thái Bình Dương cho biết, Hải quân Mỹ đang triển khai khoảng 20 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân trên khắp Thái Bình Dương, bao gồm ở đảo Guam và Hawaii. Theo thỏa thuận AUKUS, các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ và Anh sẽ được triển khai gần bang Tây Úc của nước Úc từ năm 2027. Ông Timothy Wright, nhà phân tích quốc phòng tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Anh, cho biết các lực lượng Mỹ có thể đối phó với nguồn lực hiện tại, nhưng sẽ phải cam kết nhiều khí tài hơn trong 10 đến 15 năm tới khi các cuộc tuần tra tàng hình của tàu ngầm Trung Quốc bắt đầu. Và việc Bắc Kinh nhanh chóng mở rộng lực lượng hạt nhân đồng nghĩa với việc các chiến lược gia của Mỹ lần đầu tiên phải đối mặt với hai đối thủ hạt nhân ngang bằng là Trung Quốc và Nga. Điều đó sẽ gây lo ngại cho Mỹ vì nó sẽ kéo căng hệ thống phòng thủ của nước này, khiến nhiều mục tiêu gặp rủi ro hơn và chúng sẽ cần phải giải quyết bằng các năng lực thông thường và hạt nhân bổ sung. Bởi vậy, Nhật Bản hiểu rằng không thể lúc nào cũng dựa vào Mỹ để bảo đảm an ninh cho mình. Chiếc ô hạt nhân của Mỹ đang ngày càng bị thách thức hơn bao giờ hết. Những phát hiện về sự gia tăng các kho vũ khí hạt nhân mới đây của Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh rõ ràng muốn tích tụ đầu đạn hạt nhân để đấu một trận quyết chiến với Washington. Chiến trường sẽ chỉ nằm ở một trong ba nơi này, biển Hoa Đông, eo biển Đài Loan hoặc là biển Đông. Cả ba trận địa tiềm tàng ấy đều có lợi ích chiến lược thiết thân với Nhật Bản. Biển Hoa Đông là nơi tranh chấp lãnh thổ trực tiếp với Trung Quốc, eo biển Đài Loan có một đồng minh môi hở răng lạnh,
còn Biển Đông là nơi khống chế tuyến giao thương hàng hải và dầu mỏ. Tàu ngầm GS Taigei, Đại Kình đi vào biên chế trong lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản sẽ là một vũ khí đầy sức nặng trong việc chống lại đội tàu ngầm và tàu mặt nước ngày càng phình to của Bắc Kinh. Dù không sở hữu năng lực tấn công hạt nhân, song Nhật Bản vẫn có thể khai thác những điểm yếu cố hữu tiềm tàng của đội tàu chiến Trung Quốc. Ví dụ như Hải quân Trung Quốc được cho là có khả năng tuần tra răn đe, nhưng các vấn đề về chỉ huy, kiểm soát và thông tin liên lạc đã làm chậm quá trình triển khai các hoạt động này. Các tàu ngầm lớp tấn dự kiến sẽ được thay thế bằng Type 096 trong thập niên tới, tương đối ồn ào và dễ theo dõi. Nếu Trung Quốc có thể triển khai các tàu ngầm siêu yên tĩnh ngang với các tàu tốt nhất của Mỹ và Nga, thì điều đó sẽ thể hiện một sự thay đổi chiến lược lớn, không chỉ đối với khả năng phòng thủ trên đại dương mà còn đối với năng lực của Trung Quốc. Dù vậy, công nghệ tàu ngầm của Bắc Kinh trong tương lai gần chưa thể nào lột xác nhanh như vậy. Mà điều này thì Nhật Bản đang thể hiện sự ưu việt vượt trội hơn hẳn Trung Quốc. Dù thế nào đi nữa, Trung Quốc cũng đang có những ký ức buồn với những trận hải chiến đối đầu Nhật Bản trong quá khứ. Năm 1894 nổ ra trận hải chiến kinh thiên động địa giữa hạm đội Bắc Dương của nhà Thanh và hạm đội Nhật Bản. Hạm đội Nhật dưới sự chỉ huy của đô đốc Ito Sukeyuki đã nỗ lực chặn đứng sự đổ bộ của các đội quân Trung Quốc được bảo vệ bởi một hạm đội dưới sự chỉ huy của đô đốc Đinh Nhữ Sương. Vào năm 1890, hạm đội Bắc Dương của Trung Quốc đang ở đỉnh cao với 78 chiếc tàu, tổng trọng tải lên tới 83.900 tấn, được coi là mạnh nhất châu Á và mạnh thứ 8 trên thế giới. Tham gia trận hải chiến này, Trung Quốc còn huy động hai thiết giáp hạm Định Viễn và Chấn Viễn được mua từ Đức. Lớp vỏ giáp dày 360mm của hai thiết giáp hạm này là không thể bị công phá bởi các khẩu pháo trên tuần dương hạm Nhật Bản. Muốn hạ hai tàu này, Nhật chỉ có thể dùng ngư lôi, nhưng ngư lôi thời kỳ đó chỉ có tầm bắn ngắn và thiếu chính xác. Dù được trang bị kém hơn, nhưng sự tinh nhuệ của hạm đội Nhật Bản đã giúp họ có được chiến thắng không tưởng. Trận chiến kéo dài suốt cả ngày 17 tháng 9 năm 1894 và kết thúc với phần thắng thuộc về người Nhật. Hạm đội Bắc Dương bị bắn chìm 5 tàu, làm hỏng 3 tàu, 850 thủy thủ thiệt mạng, 500 người bị thương. Những chiến thuyền còn lại bỏ chạy về phía căn cứ hải quân Uy Hải Vệ. Trong khi đó, hạm đội Nhật chỉ bị hỏng 4 tàu, 190 thủy thủ thiệt mạng và 200 người bị thương. Đó vẫn là một trong những ký ức đen tối nhất của người Trung Quốc, và họ đã nỗ lực trong suốt nhiều thập niên qua để thay đổi cái dớp đen đủi ấy trước người Nhật. Song đến lúc này, giấc mộng Trung Hoa của các nhà lãnh đạo Trung Quốc lại đang bị thách thức nghiêm trọng với một Nhật Bản đang trỗi dậy về quân sự. Cuộc so găng giữa Trung Quốc và Nhật Bản rồi đây sẽ còn rất đáng xem. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Xin quý vị hãy nhớ đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình về chủ đề ngày hôm nay ở phần bên dưới. Lê Minh xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!